Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi, Hữu Bộ, xin chào lại cho anh em. Tôi, Đô Trà, chào lại cho anh em. Tôi, Văn Tiến, chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em sẽ quay ở nhà bởi vì gió mùa ấy. Anh em nếu mà ra đồng thì tiếng gió vào máy quay rồi phát cho các bạn xem thì thực sự là rất ảnh hưởng đến video. Nên mình sẽ quay ở nhà, quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Giờ kia thì mình đã mua một con gà đông tảo sau những các clip mà các bạn yêu cầu thì mình đã mua gà đông tảo kia rồi. Và hôm nay mình sẽ không nướng siêu cay mà mình nướng theo kiểu hạt dồi và mắc khén. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem con gà đông tảo mà như mình đã mua đó. Nếu các bạn mà thấy clip này coi như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ như mình nha. Đây là con gà đông tảo mà mình đã mua các bạn ạ. Con này hiện tại đang nặng 4 kg. Và mình nghĩ là hai cặp chân kia của nó chắc nó đã chiếm khoảng độ 2 kg rồi. Còn chia màu, chia lông những thứ ra chắc là chỉ được một ít thôi. Mình nói đùa vậy thôi. Bởi vì con gà này thì nhìn mình sờ cái người nó cũng khá là to, kiểu như cũng khá là béo ấy. Nhưng mà cái chân chắc là chiếm khá là nặng thì mình chỉ gọi là nói quá lên một chút thôi. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đem đi để làm thịt các bạn ạ. À đây đây, còn một cái điểm lạ nữa là cái con gà này, cái màu của nó rất là lạ luôn. Ở dưới cũng vậy. Ở trên này thì kiểu nó rét quá hay thế nào màu nó tím tái cả đi hay là gà này nó thế nữa. Tiến mình... đo tay cổ tay mà. Ui. Chân con này phải bằng phi ống nước 40 mất. To gần bằng cổ tay Tiến các bạn ạ. Mày ăn gì mà sao chân mày to ấy? Nó ăn để nuôi chân thôi mày. Đúng không? Thôi bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình mang đi để làm thịt thôi. Trong lúc chờ bạn Lâm đang thịt gà thì anh em mình sẽ phải đi giã một ít hạt dồi và một ít mắc khén các bạn ạ. Lần trước anh mình nướng chim di, anh mình cho nhiều hạt dồi quá nên bị tê, nên rất nhiều các bạn vào góp ý bảo là anh mình lên cho ít hạt dồi thôi. Đấy, bây giờ cho rút mắc khén vào để giã đi. Bạn Lâm thì đang thịt gà kia rồi, xong là anh mình sẽ ướp luôn. Cái chân tôi không làm chặt gì. Bây giờ cả con gà có cái chân quý giá giá trị nhất, bây giờ bạn vứt đi thì còn nói chuyện gì nữa. Thôi chịu khó đi, để xong để tôi bảo Cường ra phụ bạn một tay phải làm sạch đôi chân đi vào để tí thưởng thức. Tôi ok bạn. Ok. Ôi, nhưng mà sao nó có lông đâu mà tôi lùi. Nó bong cái da đi, cháy cái da đi. Ok. Sau một hồi anh em mình ngồi loay hoay để cậy từng tí vảy chân của con gà này thì bây giờ đã sạch rồi các bạn ạ, mất nửa tiếng luôn. Và anh mình còn lấy muối sát đi sát lại mấy lần để cho sạch hẳn đi. Nhìn chân bây giờ rất là đỏ luôn. Bóc ra như kiểu vảy cá ấy các bạn. Đúng rồi, cái kiểu mấy cái vảy trên đường trước này của loài các bạn này. Xé theo kiểu từng cái vảy này một này. Đây là anh mình sẽ cho mắc khén và hạt dồi vào, anh mình ướp thôi. Đây là số mắc khén và hạt dồi anh mình đã giã ra rồi, đã nhỏ ra rồi. Để anh cho vào để ướp. Bạn sát sát con gà. Bạn xoa đi. Anh mình bây giờ sẽ cho vào để kẹp thôi. Sau những hôm mà anh mình nướng thì các bạn góp ý rất nhiều là hàn thêm cái tay quay kiểu như tay quay công lông ấy. Thì hôm nay anh mình đã hàn thêm cái tay quay kia để anh em quay cho đỡ vất vả các bạn ạ. Anh mình sẽ buộc kẹp nó vào để anh mình sẽ mang đi nướng luôn thôi. Anh hết chút nữa anh ăn chân ạ? Hiện tại không, cứ ai thích ăn thì anh nhường luôn. Hiện tại anh mình ướp khá là nhiều mắc khén và hạt dồi, nhìn con gà chỗ nào cũng có luôn, không biết tí ăn tê quá không nữa. Rồi lấy dây thép buộc vào thôi. Than đã cháy rồi, bây giờ mình sẽ cho lên để anh mình nướng thôi. Bởi vì lẽ như mình định tính là kẹp hai cái vỉ vào, nhưng mà như mình lại thôi không làm thế nữa mà chỉ buộc mấy cái sắt và để một bên vỉ thôi, nhìn cho nó bắt mắt các bạn ạ. Bạn quay đi, bạn thấy dễ quay hơn không? đỡ hơn xưa rồi đúng không? Xưa được, bởi vì cái ống mà như mình toàn phải cho thêm một ít tre vào để cầm nó không bị trơn đấy. Bây giờ có thêm cái tay quay kia rồi thì anh em sẽ gọi là quay đỡ vất vả hơn. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge.
trong lúc chờ con gà được nướng chín thì anh em mình đã luộc qua nội tạng để anh em mình ăn mì tôm chống đói trong lúc quay gà các bạn ạ. Thì hai thanh niên đang ngắt một ít rau để tí ăn kèm gà. Thôi, hai thanh niên không phải ngắt rau đâu, có lấy nước đây để anh em mình ăn mì tôm với lòng mè nội tạng gà trước đã. Phải có một chút lo một chút thì mới có thể làm việc được chứ. Nhìn ngon. Ui, đây ba bánh lên mày. Đây chuẩn bị sẵn rồi. Đây các bạn ạ. Anh em mình nướng là đang khá là khô rồi, mình sờ thì có vẻ khá là nóng. Anh em mình nghĩ chắc là chỉ cần ăn xong bữa mì tôm này thì sẽ bắt đầu thưởng thức được gà luôn thôi. Chất nha. Mời tất cả các bạn nha. Trời, hôm nay lại ăn đang hơi rét một chút, ăn tuyệt vời luôn các bạn ạ. Thế nào em? Đó, có hai gói mà. Mời mọi người nha. Vậy là sau bữa mì tôm thì con gà này chín rồi các bạn ạ. Anh mình nướng 2 tiếng rồi. Đến nỗi mà hai cái đùi này của nó kiểu như căng quá, bây giờ bị bung ra rồi. Thịt người thì rất là khô. Bây giờ anh mình sẽ mang ra để chặt thôi. Đi bạn ơi. Mang ra để chặt thôi. Đây là mâm rau mà anh mình đã trưng bày để tí để thịt gà anh mình đã chặt cho vào đây luôn. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Anh mình ăn kèm luôn. Nhìn ngon nhở. Thơm quá bạn ơi. Thơm, tội người thấy thơm mà bạn chỉ cần bạn xéo ra là tôi đã thấy thơm rồi. Tôi nhìn thấy ở ngoài lấy tôi sờ cũng rất là khô luôn. Bên trong nó có khô không? Rau vừa mài mà cứa mãi không đứt. Ngon, ngon thế. Tí Tiến đánh luôn cái số nhá. Ôi em gì cũng chơi được. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món gà đông tảo nướng hạt dồi mắc khén các bạn ạ. Kia anh mình hôm nay sẽ chấm một chút tương ớt. Đấy, bây giờ anh mình sẽ thưởng thức luôn thôi. À bật trước nước ngọt những thứ ra. Nước ngọt với bia ra. Nó teo bớt rồi anh nhỉ. Cái chân á? Hay cái màu? Nướng nó khô bớt lại, nó teo hết lại với nhau. Anh nhìn to lắm rồi. Nó co lại. Đó, thưởng thức đi. À lấy mình quên đang ra hai thằng trẻ trâu này đang ra mỗi thằng được một cái đùi ấy. Nhưng mà mình chặt ra rồi nên đun chè, nếu mà Tiến ăn cái đùi này rồi thì đun chè sẽ ăn những cái đùi mà bị chặt ra rồi. Ủa, thơm đi. Thơm nhá. Mời tất cả các bạn nha. Chấm thử tương ớt đi. Mời tất cả các bạn nha. Ôi ôi. Anh nhìn gặp mà anh á. Ông nuốt nước bọt rồi. Da. Tính cứ như da cả trong này. Thịt thì chắc là dai dai. Ăn chấm như này tê lắm. Kể ra hai nhá. Mời mọi người nhá. Mời các bạn. Thế nào bạn? Dai đấy. Da dai như kiểu da gà trọi hôm nay mình nhớ. Thịt nó không dai bằng ấy. May thịt này vẫn có thể rặn được. Mặc dù cũng hơi khó khăn. Đến em thử rặn cái đùi mạnh lên xem ạ. Rộn mấy vòng. Chấm tương ớt ăn được không bạn? Ngon lắm bạn. Nướng mắc khén hạt rồi. Chấm tương ớt lại có một mùi gì lạ lạ. Thơm thơm nữa. Lại. Trên thẳng tiếp đi. Món này mà đưa cho những người bình thường ăn người ta không dám ăn. Sao thế? Tại vì nó lạ. Ừ.
Ơi, đây này, bây giờ sẽ thưởng thức thử cái chân gọi là giá trị đi. Còn em thử đi. Để em gặp nốt lên cánh. Ở đây thử xong, anh nhìn thấy nó khô lắm. Mời các bạn. Được thịt lắm. Gì trong không? Anh ơi. Hả? Thầy giòn như bánh nhà luôn. Bánh nhà giòn như bánh nhà. Anh thử, em thử đánh anh một cái. Thôi em cứ ăn đi. Anh em nào thích ăn gọi là thưởng thức cái chân khủng bố này thì cứ ăn thôi. Nhai giòn như bánh đài. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món gà đông tảo nướng bằng mắc khén và hạt dổi các bạn ạ. Mình sẽ thử một chút đầu cánh này đi. Bởi vì đâu, chỗ đầu cánh này mình thấy nó khô. Mình sẽ ăn thử xem nó có giòn hay không. Mình mời tất cả các bạn nhé. Anh mày làm cả cái này chứ. Hả? Anh phải làm cả cái này. Vâng, cho anh thử một chút này thôi. Cái này tôi thấy là cái da của nó ấy, nó bị nướng rồi, nó khô quá, tức là nó chỉ có cái da ăn giòn giòn thôi, thấy ngon phết bạn ạ. Bây giờ một chút mắc kén hạt rồi đấy nào, tê tê. Đã thử cái đầu cánh rồi không? Ăn da ngoài của nó rất là ngon nhá. Nó cảm giác cái mùi mắc da rồi nó sông đặng ăn luôn. Tê tê đầu lưỡi nhỉ. Các bạn ạ, nó mỏng như kiểu tờ giấy. Không có tí thịt là hay nhuốm nhuốm nó teo thịt nhỉ. Chủ yếu là chân thôi. Tê quá. Gặm miếng nhiều ra rồi mắc khén tê thật. Đúng không? Đúng. Bạn thử ăn xong xem to ngon như nào mà. Tôi nhà bánh đa. Đấy hết nỗi. Ngủ à. Ăn chân dai. Dai cả thịt trâu các bếp. Vâng, cái da này của nó ngọt đấy. Da khô khô. Cái giòn thích thật đấy. Khô giòn lại luôn, không còn một tí nước nào ấy. Để em tạm nghỉ em làm miếng thịt. Chắc là ăn cái chân thì cũng hơi đau. Tiến từ nãy giờ vẫn chưa đánh chén hết nổi cái đùi các bạn ạ. Cái đùi nó to quá. Dai ấy. Ăn cái này, Tiến ăn xong đùi này chắc lo tối phải tư luôn. À, rắn mạnh lên. Tế hết đùi. Thịt con này anh không làm mất cho đỡ tê rồi. Hả? Nghe anh. Gà khác gà kia này. Em nhai đúng chỗ nhiều hạt dổi thế nào em thấy tê quá. Chắc tối sát nhiều bạn Lâm chắc sát không đào chỗ bụng trong bụng à? Chắc thế. Nãy thấy nhiều này. Đấy, tôi bám. Tê cà phê chứ sao? Bạn thấy ăn như thế nào? Thật sự bạn cái lên một quán mà có đồ này mà nhậu thì thôi. Ăn ngọt phải biết mà. Bạn cho tôi xin một cái chân luôn. Cái này bây giờ nhậu thì mình làm thế. Cái còn cảm giác của bạn sau khi mà thưởng thức món gà này thì thế nào? Cảm giác của tôi ăn thực sự quá ngon. Lần đầu tiên tôi ăn cái loại chân này ngon không? Ăn cái loại gà đông tảo mà đi nướng mắc khén hạt dổi đi chấm dưa ớt. Nhiều vị nó quyện vào nhau quá. Ngon chứ. Ăn nó lạ. Còn người sao? Ăn nhà luôn, dài quá. Mình sẽ phải xin Cường thêm một cái ngón chân của gà đông tảo đấy gọi là. Đây đây anh. Mọc to lên, ngón giữa luôn. Ngón chân luôn. Ôi dạ ơi. Tụt luôn này. Tụt luôn. Dài quá. Mình nhìn thấy ăn cái chân này rất ngon. Lần đầu tiên tiếp cận với cái gà đông tảo này. Nếu như mà riêng gà đông tảo mà ai không ăn chân thì đúng là một... Phí cả đời. Quá lãng phí luôn, tại vì có cái chân nó to và ngon nhất, giá trị nhất ở cái chân.
Mặc dù thịt của nó thì cũng là dai, da anh em mình nướng lên cùng cái này nó rất là giòn, nhai như kiểu bánh đà ấy. Mùi vị hạt dổi này, xong chấm tương ớt thì ăn nó tê hết cả mồm đấy ạ. Xung quanh mồm nó tê hết rồi. Nước chay sao? Ăn gà Đông Tảo nướng mắc khen là dổi ăn rất là phần da ăn rất là giòn và tê 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 của mắc khen bạc dổi. Còn thì bên trong thì ăn vừa dai vừa thơm, ăn rất là ngon luôn các bạn. Yến, tôi thì lần đầu tiên được ăn gà Đông Tảo mà lại nướng mắc khén hạt dổi nữa. Ăn cái phần da ngoài thì mình nướng hơi khô khô ấy, ăn nó giòn như kiểu bánh đa luôn. Thịt trong thì rất là dai thơm, kiểu như kiểu thịt trâu ấy. Ăn vào cái trời mùa này giết giết này, ngồi mà quây quần chấm thì tương ớt mấy cả của cái này tê tê đầu đấy của phê. Từng cảm giác có đùi gặm dưới này. em thấy dài quá. Em thấy con gà mặc dù thịt nó không được dai bằng gà trọi nhưng mà ăn ra giá trị của nó ngon hơn gấp nhiều lần con gà trọi luôn. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là sau một hồi anh em mình đánh chén và thưởng thức thì anh em đã cho các bạn biết cảm giác sau khi mà thưởng thức cái món là gà nướng bằng mắc khén và hạt dổi rồi. Bây giờ hiện tại 5 giờ chiều nhưng mà trời có vẻ rất là tối, thế nên mình sẽ dừng luôn clip này ở đây, không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Thế mồm à? Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.